Bây giờ là đi vô. Bắt đầu lên máy bay. Đi vô thì đúng giờ mà không biết đi ra có bị delay không bởi do tình hình thời tiết. Nhưng mà chắc thời tiết ở của máy bay ở Hà Nội với Sài Gòn thôi, chứ còn ở đây thì Sài Gòn bay ra nguyên nhân trời nắng mát chứ không phải là lạnh, mà không nóng mà không lạnh. Thời tiết mát mẻ. Hy vọng chuyến bay đi ra nó không phải bị delay mà chờ đợi giống như mọi người đang đưa thông tin ở trên mạng. Hello, xin chào bà cô chú đang xem kênh Phi Như Official. Hôm nay Linh đi vô lại Sài Gòn để dẫn Phi Như với Tức Thành đi về quê Linh ăn Tết. Giống như dự kiến ban đầu lúc mà nhà Trinh chưa xảy ra, ba chưa có mất á, thì là bé là mua 29 Tết về Trinh Như Thành với anh chị dâu, anh chị của Trinh với má cháu ở Sài Gòn là bay ngày 29 về luôn, bay Tết về để đón năm nay, để đón giao thừa với gia đình ở nhà với ba với má. Tại vì lúc hồi thời còn chị hai Nhung á, thì Trinh đi với chị hai là Trinh không có gì nhà đón Tết, không có đi đón, không có đón giao thừa đồ gì hết á. Chỉ có năm nào mà đi show xong khoảng ngày mùng mấy là Trinh mới bay về một hai ngày, xong rồi Trinh bay vô lại để đi show với chị hai, chứ không có gì nhà đón giao thừa trước Tết. Chuẩn bị ho, đi mua ho với ba, hay là lau dọn nhà cửa. Thì lúc nhỏ thì làm mấy cái đó, nhưng mà sau lớn mà đi vô Sài Gòn ở với chị hai là hầu như là chắc cũng 20 năm trên không có đón giao thừa. Năm nay ba nói là xong việc của chị hai hết rồi, cũng đã mãn 33 năm của chị hai rồi, thì năm nay về đón giao thừa, về trước Tết đi chuẩn bị bông hoa với ba, rồi đi coi, đi dạo chợ, đi dạo ấy rồi vậy á, làm thịt, làm bì rồi với má, giống như hồi nhỏ vậy đó, đón giao thừa rước rước ông bà. Thì Trinh đồng ý rồi, mua vé rồi xong hết rồi, sắp xếp quần áo rồi là xong xong rồi, là chỉ có chờ ngày là 29 là đi về thôi á. Mà tự nhiên đùng một cái bữa mùng 8 ba Trinh đi ra Hà Nội để dự đám cưới của cái chị bán hàng Phú Bắc cho ba, để mời lúc đó cũng có nói với ba là qua Hà Nội ngày đó lạnh lắm, ba đừng có đi. Ba kêu lâu quá cũng không có ra Hà Nội đi tham quan gì hết, cứ gọi người ta gửi hàng vô thôi chứ không có đi. Nên thôi đỡ gần Tết, đỡ đi ra dịp Tết này thăm bạn hàng rồi luôn, đi dạo Hà Nội một chuyến nữa, chứ rồi mai mốt yếu quá là đi không được. Rồi nói là lúc đó là đang nói chuyện FaceTime, thì ba thấy cái bên bàn thờ có của chị hai có cái cành đào với cành tuyết mai á, ba nói đào đẹp quá, đỡ đợt này ba ra Hà Nội ba mua đào gì à? Chân luôn. À, ngày 8 ba đi, là ngày 10-12 ba vô lại, ba đi 4 ngày rồi ba quay về lại. À, buổi trưa đó ba về là khoảng 2 giờ trưa thì ba vô nhà, ba xách vali vô nhà thì ba kêu mệt, ba nói với má là ba mệt quá. Vậy má mới kêu chị Hằng, chị dâu á, chị dâu lớn á, là ra kéo vali cho ba. Ba nói là tôi mệt quá,
vô tôi nằm tôi nghĩ cỡ cái mé ở ngoài bắt đám cưới sao nó lạ quá, cũng cỡ được mấy câu cho mé nghe, xong rồi bà vô bà nằm bà nghĩ. Thì mé mới ra trước con hàng nữa, ban đầu mé vô mà hỏi bé ăn gì không, thì bé kêu ăn cháo, thì nấu cháo xong rồi là bé ăn được miếng cháo, uống miếng sữa thì vô bé không nằm tiếp nữa. Tới chiều tối thì bé cứ nằm ngoài, ông kêu mệt mệt, nhưng mé nói là thôi đi bệnh viện, mà bé không chịu đi bệnh viện, bé nói đỡ nghỉ ngơi xíu là giờ uống thuốc cảm chắc bị không có sốc nhiệt á. Tối vậy bà 9 giờ bà kêu sao mệt quá, xong rồi cũng có đo huyết áp đồ bình thường luôn, xong rồi cũng ăn miếng cháo uống ly sữa nữa, xong rồi bà nói mé là gọi họ vô cho mấy cháu ở Sài Gòn đồ sao nhớ mấy đứa nhỏ ở trong Sài Gòn quá. Mé kêu giờ 9 giờ mấy đứa nhỏ nó học bài nó chuẩn bị ấy rồi, có gì sáng gọi mệt thì nằm ngủ nghỉ đi mai gọi. Cứ nằm nói nhớ mấy đứa nhỏ ở Sài Gòn, nhớ Tony là cháu trai của Trinh đó, con của ông anh giữa, nhớ nó quá tại bà ông thương nó lắm. Tới 3 giờ sáng là bà kêu mé là mệt quá, kêu xe cấp cứu chở đi cho giờ mệt quá thở không nổi nữa, xong rồi mé mới bà mất tiêu không, mé mới lấy điện thoại cho cậu chạy qua, mấy cậu chạy qua thì đỡ kêu xe cấp cứu, nhưng mà gọi hoài xong có xe cấp cứu, xong mới lái xe hai của cậu khiêng ba ra, mé đây ba vô toilet đỡ ba đi tiểu không rồi đẩy ra thì ba nằm xuống luôn, lúc đó nằm xuống luôn là mệt quá là nằm xuống luôn, xong rồi mới khiêng ra xe đi vô tới trên đường, chắc đi ở trên đường từ nhà mà vô bệnh viện chắc khoảng 10 phút là ba đi luôn, vô tới bệnh viện là bác sĩ nói ở trên xe là bác sĩ đưa xuống, bác sĩ nói là đi rồi nhưng mà vẫn đẩy vô để hồi sức cấp cứu hồi sức mà không được nên ba đi như vậy trong vòng 45 phút, lúc mới phát mình ép tim phát lên đi luôn, nên giờ cũng là 2 thất à. Giờ trên bay vô Sài Gòn trên dẫn Như Giới Thành ra thăm ông ngoại, Như Giới Thành hay kêu là ông ngoại. Đây là cái bình nước má Trinh mua cho Như để Tết Như về Như cầm vô mua cho Như đi học. Giờ sẵn cầm vô luôn cho Như là lúc chưa xảy ra chuyện thì mẹ đã mua cái này cho Phi Như rồi, bình nước công chúa, công chúa Bạch Tuyết. Bây giờ Trình đi vô cổng nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hạnh chào đón quý khách trên chuyến bay của Bamboo Airways, hãng hàng không của sự hiếu khách. Vì sự an toàn và thoải mái nhất, rất mong quý khách hưởng ứng và tuân thủ các quy định sau. Chào quý khách, chào mừng quý trên máy bay Airbus A321 của Bamboo Airways, hãng hàng không của sự hiếu khách. Chuyến bay mang số hiệu QH1125 từ Quy Nhơn đến thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian dự kiến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất là 1 giờ bay. Cơ trưởng Xuân Quỳnh, tiếp viên trưởng Việt Long cùng toàn thể nhân viên phi hành đoàn riêng anh được phục vụ quý khách. Chúng tôi mong quý khách sẽ trải nghiệm hơn cả một chuyến bay cùng Bamboo Airways. Trân trọng cảm ơn. Good morning, ladies and gentlemen. Về nhà thắp nhang cho chị Hai rồi là ra giặt đồ quần áo bữa trước để trong phòng quá trời. Gặp mấy bạn nhỏ. Sân bay bên kia. Cái đá cũng trống. Bên giờ đây giờ nãy trên trên thì đi xuống thì thấy cũng không phải là đông nghẹt giống như mà mọi người nói ở trên mạng đâu. Giờ bắt áp đi làm cái gì? Giờ khán giả nhớ Thành như quét trời luôn á. Nè, ở trên tra điện thoại. Nè, ố ai trên tra điện thoại. Nè, trời ơi, trên đi nửa tháng này qua chân cắn nè. Tí nữa nè. Khéo thọ như này. Trời đất ơi. Cục thịt mỡ của tôi. Uống đi cho khỏe con. Mình dặn đi cái tóc này trên lên lên giặt đồ xong rồi lên mà đi. Mình nói đáp máy bay gì là trên nói là về nhà là giặt đồ dọn cái phòng liền, quần áo chị Như đồ đầy hết luôn nè, đó đồ hết đồ luôn nè hả, trời đất ơi thiệt luôn á, về coi cái vòng này trời đất phòng ơi, phòng cái gì lười xếp vô mẹ luôn, trời ơi con phải phụ trên xếp vô chứ, hành trạng bà cô chú đi. Yeah.
Tết à, đi khám bệnh đông.